Minh Đường Tử Vi xin kính chào các bạn Chào mừng các bạn đã quay trở lại với video clip của chúng tôi Chúc các bạn ngày mới bình an, vui vẻ, hạnh phúc, vạn sự cát tường Sau đây mời các bạn đón xem Tử Vi 12 Côn Giáp Thứ hai ngày 12 tháng 7 năm 2021 Và theo âm lịch hôm nay là ngày mùng 3 tháng 6 năm Tân Sửu Ngày này là ngày Tân Dậu tháng Ất Mùi năm Tân Sửu và ngày hôm nay là ngày Hắc Đạo các giờ hoàng đạo trong ngày như giờ mậu tý từ 23 giờ đến 1 giờ thuộc tư mệnh, giờ canh dần từ 3 giờ đến 5 giờ thuộc thanh long, giờ tân mão từ 5 giờ đến 7 giờ thuộc minh đường, giờ giáp ngọ từ 11 giờ đến 13 giờ thuộc kim quỹ, giờ ất mùi từ 13 giờ đến 15 giờ thuộc bạo quang, giờ đinh dậu từ 17 giờ đến 19 giờ thuộc ngọc đường. Giờ hắc đạo trong ngày gồm có giờ kỵ sửu từ 1 giờ đến 3 giờ thuộc câu trần, giờ nhâm thìn từ 7 giờ đến 9 giờ thuộc thiên hình, giờ quý tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ thuộc chu tước, giờ bính thân từ 15 giờ đến 17 giờ thuộc bạch hổ, giờ mậu tuất từ 19 giờ đến 21 giờ thuộc thiên lao, giờ kỷ hợi từ 21 giờ đến 23 giờ thuộc nguyên vũ vai ngũ hành ngũ hành niên mệnh thạch lưu mộc ngày tân dậu tức can chi tương đồng thuộc kim và ngày hôm nay là ngày cát vai nạp âm thạch lưu mộc kỷ tuổi ất mão kỷ mão ngày thuộc hành mộc khác với hành thổ đặc biệt là tuổi tân mùi kỷ dậu đinh tỵ thuộc hành thổ không sợ mộc ngày dậu lục hợp với thìn tam hợp với xỉu và tỵ thành kim cục xung với mão hình dậu hải tuất phá tý và tuyệt dần Về tuổi xung khắc trong ngày tuổi quý mão kỵ mão ất sửu ất mùi tuổi xung trong tháng tuổi kỵ sửu quý sửu tân mão tân dậu Về các sao tốt xấu trong ngày trong ngày có các sao tốt như sao thiên phú tốt mọi việc nhất là về xây dựng nhà cửa khởi công, động thổ, khai trương, mở kho, nhập kho, an táng. Sau Nguyệt Ân, tốt mọi việc. Sau Lộc Khố, tốt cho việc cầu tài lộc, khai trương, giao dịch. Sau Tục Thế, tốt mọi việc, nhất là cưới hỏi. Sau Dân Nhật, Thời Đức, tốt mọi việc. Sau Ngũ Hợp, tốt mọi việc sao xấu trong ngày gồm có sao thổ ôn kỵ về xây dựng nhà cửa đào ao đào giếng tế tự sao hỏa tai xấu đối với xây dựng nhà cửa độ mái sửa sang nhà cửa sao phi ma sát kỵ giá thú nhập trạch sao câu trận kỵ về an táng sao quả tú xấu đối với cưới hỏi vài hướng xuất hành tốt trong ngày hỷ thần hướng tây nam tài thần Hướng Tây Nam Theo khẩu minh, hôm nay là ngày tốt, ngày bạch hổ kiếp, xuất hành cầu tài đều được như ý muốn, đi hướng Nam hoặc là hướng Bắc đều được như ý. Tiếp theo, mời các bạn đón xem từ vi chi tiết 12 con giáp thứ hai ngày 12 tháng 7 năm 2021. Mời các bạn cùng theo dõi. đầu tiên mà các bạn đón xem từ vi tuổi Tý thứ hai ngày 12 tháng 7 năm 2021. Xem vận trình ngày thứ hai này với bà tuổi Tý cho chúng ta thấy là bạn tuổi Tý trong ngày này đang gặp ngày có cục diện ngũ hành tứ hình xung tí ngọ mạo dậu cái điều này nhắc nhở bạn tuổi tý làm gì cũng đừng quá cả tin vì rất có thể sẽ có người lợi dụng sự tin tưởng này của bạn để trục lợi và làm hại bạn bạn tuổi tí đừng quá ngây thơ như thế, bạn phải tinh ý hơn trong việc nhìn người. Và việc này là rất quan trọng, nó sẽ ảnh hưởng tới cả tương lai của bạn về sau này nữa. Lại thêm, trong vận tình ngày thứ hai này với bạn tuổi tí, đang gặp ngày có thương quan chiếu mệnh. Và đây là điểm báo với bạn đang trải qua một ngày khá nhạy cảm, hoàn toàn không phải là ngày để cho bạn đòi hỏi hay là yêu cầu những sự hỗ trợ, tăng lương, tặng thưởng ở nơi công sở và tốt nhất là với bạn tuổi tí nên kín tiếng để tránh những sự tò mò, chú ý không hay. Nếu bạn trông đợi sự hỗ trợ thì hãy chờ đợi tới một thời điểm khác sẽ phù hợp hơn với bạn. Ngày thứ hai này với bà tuổi tí lại đang gặp ngày có ngũ hành tương sinh, cái điều này cho thấy sức khỏe của bạn mệnh rất tốt. Một số người nhờ sự kiên trì tập luyện thể dục thể thao mà có được thân hình như mơ ước. Bạn nên đảm bảo ăn uống điều độ, Đừng có vì muốn giảm cân nhanh chóng mà bỏ bữa bạn tuổi tí nhé. Vài tử vi tuổi giáp tí thuộc mệnh kim, cẩn thận, kẹo lại sai một ly, đi một dặm. Tử vi tuổi bính tí thuộc mệnh thủy, có những việc bạn nên quên đi mới tốt cho tương lai của mình. Tử vi tuổi mậu tí thuộc mệnh hỏa, nhờ ai đó mà bạn có tinh thần muốn thử làm điều mới mẻ. Tử vi tuổi canh tí thuộc mệnh thổ, công việc có nhiều khó khăn, cần phải tập trung cao độ từ vi tuổi nhâm tý thuộc mệnh mộc những nỗi nhớ khiến cho bạn có thêm động lực mới và đánh giá của bạn tuổi tý trong ngày thứ hai này sự nghiệp 3 sao tài lộc 4 sao sức khỏe 4 sao tình cảm 3 sao con số may mắn số 15 số 37 giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ màu sắc cá tường màu tím màu đỏ quý nhân phù trợ tuổi Sửu tuổi Thân Từ vi tuổi Xỉu thứ hai ngày 12 tháng 7 năm 2021 xem vận trình ngày thứ hai này với bà tuổi Xỉu cho chúng ta thấy là bà tuổi Xỉu đang gặp được ngày có cục diện ngũ hành tam hợp tỵ dậu Sửu phù trợ làm cho vận trình tình cảm của bạn trong ngày hôm nay thêm phần được hanh thông thuận lợi nếu như bạn tuổi sửu đang có kế hoạch đi du lịch đi đâu đó thì hôm nay là một ngày cùng với nửa kia của mình dành nhiều thời gian để bàn bạc lên kế hoạch chuẩn bị rất tốt bạn tuổi sửu nhé. Vận trình ngày thứ hai này với bạn tuổi sửu đang gặp được ngày của thực thần chiếu mệnh báo hiệu cho bạn có một ngày sẽ đem đến cho bạn những thông tin rất chi là thú vị vui lắm nữa. Thậm chí nó sẽ khiến cho bạn trăn trở suy nghĩ khá nhiều. may mắn thay là sau khi qua đi những cảm xúc đó thì bạn sẽ ác bình tâm để suy nghĩ mọi việc tích cực hơn. Và trong vận trình ngày thứ hai này với bạn tuổi Sửu cũng đang gặp được ngày của ngũ hành tương sinh. Cái điều này cho thấy vấn đề về tiền bạc lúc này rất thuận lợi với bạn. Bạn đủ đảm bảo trong việc thu chi được cân đối, bạn mệnh nhờ đó mà cảm thấy rất an tâm và có cảm giác an toàn nữa rồi về từ vi tuổi ất sửu thuộc mệnh kim hãy thật thà, bạn sẽ không bị phụ đau từ vi tuổi đinh sửu thuộc mệnh thủy nhờ ai đó mà bạn có thêm chỗ dựa về tinh thần từ vi tuổi kỷ sửu thuộc mệnh hỏa nếu như bạn cảm thấy mệt mỏi thì hãy nghỉ ngơi bạn chẳng thể mãi làm việc mãi được từ vi tuổi Tân Sửu thuộc mệnh Thổ tâm trí bạn chỉ sáng suốt khi cơ thể khỏe mạnh từ vi tuổi Quý Sửu thuộc mệnh mộc việc thành hay bại hoàn toàn là do bạn và đánh giá của bạn tuổi Sửu trong ngày thứ hai này sự nghiệp 3 sao tài lộc 4 sao sức khỏe 4 sao tình cảm 5 sao con số may mắn số 49 số 96 giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ màu sắc Cát Tường màu xám, màu nâu, quý nhân phù trợ, tuổi ngọ, tuổi mùi. Từ vi tuổi dần thứ hai ngày 12 tháng 7 năm 2021, xem vận trình ngày thứ hai này với bà tuổi dần cho chúng ta thấy là bà tuổi dần đang gặp được ngày có chính ấn chiếu mệnh tạo cho bạn có được những cơ hội yêu ái ghi nhận công sức của bạn ở nơi công sở. Mọi điều kiện thuận lợi giúp cho bạn có được cơ hội ghi điểm trong mắt lãnh đạo. Tuy nhiên dường như với bạn tuổi dần lại quá lạm dụng việc này đến mức ôm đồm quá nhiều trách nhiệm không nằm trong khả năng và rồi lại cảm thấy mệt mỏi. Có nhiều yếu tố ảnh hưởng tiêu cực tới sức khỏe của bản mệnh trong ngày hôm nay do đó với bạn tuổi dần đừng làm việc gì quá sức. Hơn nữa, bạn cần phải tìm ra cách điều chỉnh cách mua sắm hiện tại vì bạn đang có dấu hiệu tiêu xài quá hoang phí nữa rồi. Và ngày thứ hai này với bạn tuổi dần, bạn lại đang gặp ngày có màu khác với kim. Cái điều này cho thấy con đường tình duyên của bạn khá lận đận. Hôm nay bạn mệnh chẳng được như ý muốn, tâm tình đã tỏa bày mà chẳng được chấp nhận. Có thể với bạn tuổi dần sẽ phải chịu nỗi buồn vì bị người ấy làm cho tổn thương. Về từ vi tuổi giáp dần thuộc mệnh thủy, chớ nên làm việc nửa vời, lại phí công vô ích. Từ vi tuổi bính dần thuộc mệnh hỏa, một số lời khuyên của người khác không phù hợp với bạn. Từ vi tuổi mậu dần thuộc mệnh thổ, trách việc trao niềm tin nửa vời, bạn sẽ chẳng làm gì được cả. Từ vi tuổi canh dần thuộc mệnh mộc, nhận ra những tín hiệu xấu để tìm cách tránh xa càng sớm càng tốt. Từ vi tuổi nhâm dần thuộc mệnh kim có những điều chỉ tự bạn mới giải quyết được. Vài đánh giá của bạn tuổi dần trong ngày thứ hai này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc. 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 21, số 73, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường màu xanh lục màu hồng, quý nhân phù trợ, tuổi mão, tuổi hợi. Từ vi tuổi mão thứ hai ngày 12 tháng 7 năm 2021. Xem vận trình ngày thứ hai này với bà tuổi mão cho chúng ta thấy là bà tuổi mão đang gặp ngày có cục diện ngũ hành tứ hình xung tí ngọa mão dậu cho nên với bạn tuổi mão khó kiềm chế cảm xúc nhưng để hạn chế tác động xấu thì bạn nên cân nhắc lại trong từng lời ăn tiếng nói bạn tuổi mão trở nên thật mạnh mẽ và thẳng thắn khi nói những suy nghĩ của mình thế nhưng đừng có chê bai người khác một cách gay gắt bạn tuổi mão nhé và trong ngày thứ hai này với bạn tuổi mão nhờ có thiên ấn chiếu mệnh khơi gợi trong bạn tuổi mão có thể nảy ra những ý tưởng khá thú vị trong ngày hôm nay tuy nhiên bạn đừng có mất quá nhiều thời gian cho chúng tới mức quên cả công việc thực tế mà bạn đang được giao phó bạn hãy tạm giữ chúng lại và chờ đợi tới một thời điểm khác khi bạn có nhiều thời gian hãy thực hiện bạn tuổi mão nhé và ngày thứ hai này với bạn tuổi mão cũng đang gặp ngày có kim mộc xung khắc chỉ ra những sai sót có thể của bạn mệnh liên quan tới tiền bạc mà bấy lâu nay bạn không nhận ra thay vì bảo thủ hay là cố gắng bào chữa thì bạn phải nhìn thẳng vào vấn đề và tìm cách để điều chỉnh ngay lập tức đi bạn tuổi não vài tử vi tuổi ất mão thuộc mệnh thủy giải quyết những mâu thuẫn bằng lý trí chứ không phải là bằng tình cảm tử vi tuổi đinh mão thuộc mệnh hỏa chi tiêu tiết kiệm không nên phóng tay cho những việc không cần thiết tử vi tuổi kỷ mão thuộc mệnh thổ chớ có đứng núi này trong núi nọ mà lại mất sạch sành xanh, xanh. tử vi tuổi tân mão thuộc mệnh mộc nghiêm túc trong công việc, không nên hài lòng với thực tài. Tử vi tuổi quý mão thuộc mệnh kim nên tìm ra điểm yếu của bản thân mình để sửa chữa. Và đánh giá của bạn tuổi mão trong ngày thứ hai này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 55, số 64, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cá tường, màu trắng, màu bạc, quý nhân phù trợ, tuổi Sửu, tuổi Thìn. Từ V tuổi Thìn, thứ hai ngày 12 tháng 7 năm 2021. Xem vận trình ngày thứ hai này với bạn tuổi Thìn ạ, cho chúng ta thấy là bạn tuổi Thìn trong ngày này nhờ có ngũ hành lục hợp tương trợ mà với bạn đang có những mâu thuẫn với một người nào đó sẽ được xoa dịu, đem lại cho bạn có được một ngày dễ chịu hơn. Dường như sau thời gian căng thẳng thì cuối cùng bạn và người đó có thể tìm ra được tiếng nói chung cho vấn đề, hoặc là cả hai cuối cùng đã học được cách để nhượng bộ cho nhau nữa rồi. Vận trình ngày thứ hai này với bà tuổi Thìn lại đang gặp ngày có thương quan chiếu mệnh nhắc nhở bà Tụ Thìn trong ngày hôm nay yêu cầu cần phải hết sức cẩn trọng với mọi công việc mà bạn đang thực hiện. Đừng có vội vàng, hấp tấp, nhất là đối với những nhiệm vụ mới mẻ mà bạn chưa có sự thấu hiểu trọn vẹn. Cho mình thời gian để tìm hiểu các chi tiết nhỏ nhặt nữa bạn tuổi thìn nhé. Ngày thứ hai này với bạn tuổi thìn cũng đang gặp được ngày có thổ sinh cho kim vượng. Cái điều này cho thấy việc kết nối với mọi người là quan trọng, nhưng điều đó không quan trọng bằng việc kết nối với chính nội tâm của bạn. Đây là ngày để cho bạn gần gũi hơn với chính mình thông qua việc lắng nghe những cảm xúc từ trong trái tim mình bạn tuổi thìn nhé về từ vi tuổi giáp thìn thuộc mệnh hỏa có nhiều bất đồng ý kiến với bạn thì bạn cũng chẳng cần phải buồn từ vi tuổi bính thìn thuộc mệnh thổ đừng có mau ngóng điều gì trạng thể nào xảy ra từ vi tuổi mậu thìn thuộc mệnh mộc khó khăn hiện tại là do bạn chứ không phải là do hoàn cảnh từ vi tuổi canh thìn thuộc mệnh kim mối quan hệ gia đình có được sự hòa hợp có người chỉ bảo điều hay cho bạn. Tử vi tuổi nhâm thìn thuộc mệnh thủy, thích được khiên ngợi, không thích nghe những lời chê trách. Và đánh giá của bạn tuổi thìn trong ngày thứ hai này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 19, số 56, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường màu vàng, màu xám, quý nhân phù trợ tuổi dần, tuổi tuất. Từ vi tuổi Tỵ thứ hai ngày 12 tháng 7 năm 2021. Xem vận trình ngày thứ hai này với bạn tuổi Tỵ cho chúng ta thấy là bạn tuổi Tỵ đang gặp được ngày có cục diện ngũ hành tam hợp tỵ dậu sĩ phù trợ và điều này sẽ giúp cho bạn tuổi tỵ có thể sẽ có được hạnh phúc dù đôi chút muộn màng nhưng hạnh phúc đến không bao giờ là muộn bởi nó sẽ thay đổi hoàn toàn cuộc sống của chúng ta sang một trang sách mới. Quân đường tình duyên được vượng sắc, bạn mệnh nhận được tình yêu từ người ấy và sự quan tâm chăm sóc ngọt ngào của người ấy khiến cho bao nhiêu mệt mỏi trong cuộc sống bận rộn của bạn dường như cũng tan biến chỉ còn lại là tình yêu ngọt ngào mà thôi. Có điều trong vận trình ngày thứ hai này với bạn tuổi tỵ với những rắc rối lại nảy sinh trong công việc khi mà bạn đang gặp ngày có thương quan chiếu mệnh cho thấy có nhiều vấn đề phát sinh do bản mệnh đã không đủ sự tập trung và gây ra nhiều sự sai sót có thể với bà tuổi tỵ sẽ phải dành nhiều thời gian để khắc phục hậu quả do chính mình gây ra vài tử vi tuổi ất tỵ thuộc mệnh hỏa nhìn thấy sai lầm của người khác mà tự rút ra bài học cho chính mình tử vi tuổi đinh tỵ thuộc mệnh thổ làm gì cũng phải nghỉ trước nghỉ sau cho thật cẩn trọng tử vi tuổi kỷ tỵ thuộc mệnh mộc đam mê cái gì cũng phải nghĩ ra được cách thu lợi từ đó tử vi tuổi tân tỵ thuộc mệnh kim nhắc nhở bản thân không nên bỏ qua tiểu tít. tử vi tuổi quý tỵ thuộc mệnh thủy có cơ hội tái hợp gặp gỡ một người bạn cũ nào đó và đánh giá của bạn tuổi tỵ trong ngày thứ hai này sự nghiệp năm sao tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 27, số 31, giờ tốt từ 5 giờ đến 7 giờ, màu sắc cá tường, màu nâu, màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi tí, tuổi giàu. Từ vi tuổi ngọ thứ hai ngày 12 tháng 7 năm 2021 xem vận trình ngày thứ hai này với bạn tuổi ngọ cho chúng ta thấy là bạn tuổi ngọ trong ngày này đang gặp ngày có tỷ kim chiếu mệnh dự báo có thể ai đó dành cho bạn tuổi ngọ không ít những câu hỏi nhưng thay vì phật ý hoặc là tìm cách lạng tránh sao bạn lại không mở lòng một chút để đón nhận sự cởi mở vui việc của bạn sẽ khiến cho mọi việc trở nên dễ chịu hơn đối phương chỉ là đang tò mò chứ không có ý gì xấu đối với bạn đâu bạn tuổi ngọ nhé Ngày thứ hai này với bạn tuổi ngọ lại đang gặp ngày có hỏa kim xung khắc, nhắc nhở bạn mạch tuổi ngọ cần phải phân định một ranh giới rõ ràng giữa việc mà bạn phải làm và việc những người khác phải làm. Nếu không tất cả sẽ có một ngày khá mệt mỏi và hiệu quả không cao. Mọi người đều có một trách nhiệm với công việc riêng cần phải xử lý thay vì đi lua cho người khác và quên mất vai trò của mình. Ngày này, xem tử vi cho thấy đối với những gia đình có thai phụ thì không nên dịch chuyển về các vị trí đầu đạc hay là tiến hành sửa chữa, đục đẽo bởi việc làm này có thể sẽ làm động tới thai thần, ảnh hưởng tới cả người mẹ và thai nhi. Ngày thứ hai này với bà tuổi ngọ, ngày này bản mệnh cũng không nên tiến hành những công việc trọng đại hay là xuất hành đi xa. Nếu như bắt buộc công việc phải xuất hành đi xa thì bạn nên chọn những hướng tốt như là hỷ thần và tài thần hướng Tây Nam để hạn chế những sự rủi ro xảy ra với mình. Về từ vi tuổi giáp ngọ thuộc mệnh kim, cố gắng quyết tâm vì mục tiêu của bản thân. Từ vi tuổi bính ngọ thuộc mệnh thủy, dễ có mâu thuẫn với đồng nghiệp vì có quan điểm khác nhau. Từ vi tuổi mậu ngọ thuộc mệnh hỏa hãy lắng nghe những lời chê bai chỉ trích của mọi người để rút ra kinh nghiệm bài học cho mình từ vi tuổi canh ngọ thuộc mệnh thổ tâm tốt thì mọi thứ sẽ dần chuyển hóa theo chiều hướng tốt từ vi tuổi nhâm ngọ thuộc mệnh mộc quyết định nóng vội sẽ khiến cho bạn dễ phạm phải sai lầm và đánh giá của bạn tuổi ngọ trong ngày thứ hai này sự nghiệp ba sao tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 29, số 71, giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường, màu cam, màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi dần, tuổi mùi. Từ vi tuổi mùi thứ hai ngày 12 tháng 7 năm 2021 xem vận trình ngày thứ hai này với bạn tuổi mùi cho chúng ta thấy là bạn tuổi mùi trong ngày này đang gặp được ngày có thực thần hỗ trợ cho bạn cho nên mọi thứ diễn ra xung quanh bạn trong ngày hôm nay trở nên dễ chịu và hài hòa hơn Ai đó vốn thông thường sống khép kín, bỗng trở nên cậy mở hơn rất nhiều trong ngày hôm nay. Họ dường như muốn có được sự quan tâm của mọi người. Vậy thì bạn hãy trao cho họ cơ hội đi bạn tuổi mùi nhé. Và trong vận trình ngày thứ hai này với bà tuổi mùi ạ lại đang gặp được ngày có thổ sinh cho kim vượng. Cái điều này có thể mang tới cho bạn đang có được những tin vui về sức khỏe. Bạn đang cảm nhận rõ những thay đổi tích cực trong cơ thể của mình. Ăn ngon miệng hơn và ngủ cũng sâu giấc hơn. Nhờ thế mà da của bạn cũng mịn màng, tươi tắn hơn. Và theo hải thượng là ông, hôm nay là ngày mùng 3 âm lịch. Nhân thần ở cạnh trong đùi, răng, lợi, Bản chân, gan. Vì vậy với bạn tuổi mùi nên tránh mọi sự tổn thương, va chạm, mộ ác châm chích ở các vị trí này trong ngày hôm nay. Về từ vi tuổi ất mùi thuộc mệnh kim, Chớ nên vội phụ lòng tin của những ai đã trao cho bạn. Từ vi tuổi đinh mùi thuộc mệnh thủy, bạn chẳng thể ép ai làm việc mà họ không muốn được cả. Từ vi tuổi kỵ mùi thuộc mệnh hỏa, hãy dành nhiều thời gian cho việc hồi sức trước khi làm việc gì. Tử vi tuổi tân mùi thuộc mệnh thổ, những mối quan hệ của bạn khá hài hòa và vui vẻ. Tử vi tuổi quý mùi thuộc mệnh mộc, sự vui vẻ, lạc quan của bạn lan tỏa tới người khác. Vài đánh giá của bạn tuổi mùi trong ngày thứ hai này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 11, số 26, giờ tốt từ 5 giờ đến 7 giờ, màu sắc cát tường, màu đen, màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi Sửu, tuổi Thân. Tử vi tuổi Thân, thứ hai, ngày 12 tháng 7 năm 2021 xem vận trình ngày thứ hai này với bạn tuổi thân cho chúng ta thấy là bạn tuổi thân trong ngày này đang gặp được ngày cũng ngũ hành tam hội nâng đỡ cho nên các mối quan hệ của bạn tuổi thân với mọi người trở nên hài hòa hơn và đây là cơ hội tốt để cho bạn bày tỏ tình cảm với những người mà bạn yêu thương trân trọng bạn chính là bờ vai để cho ai đó dựa vào và tìm kiếm sự động viên vậy thì hãy vỗ vẻ họ và cho họ thấy rằng mọi thứ đang không diễn ra tệ như họ đang nghĩ đâu. Bên cạnh đó, trong vận trình ngày thứ hai này với bạn tuổi thân đang gặp được ngày có chính tài chiếu mệnh và đây là tín hiệu đáng mừng, đáng mừng liên quan tới tiền bạc của bạn tuổi thân. Điều này cho thấy kế hoạch của bạn liên quan tới tiền bạc đã đi đúng đường, đúng hướng. Bạn có thể tiếp tục phát huy điểm mạnh này của mình. Nếu bạn trúng thưởng thì cũng đừng vì thế mà mua xài hoang phí trong ngày hôm nay bạn tuổi thân nhé. Ngày này với bạn tuổi thân á, lại đang gặp ngày có kim khí vượng. Cái điều này sẽ ảnh hưởng phần nào tới sức khỏe của bạn mệnh, khiến cho bạn thường xuyên có cảm giác bất an, nôn nao trong lòng mà không rõ nguyên nhân vì sao. Bạn hãy cho bản thân mình thời gian để được nghỉ ngơi, tịnh dưỡng đúng nghĩa của nó. Về từ vi tuổi giáp thân thuộc mệnh thủy không phải ai cũng tỏa thái độ tích cực khi bạn nói từ vi tuổi bính thân thuộc mệnh hỏa nhận được sự hỗ trợ từ người thân bạn bè từ vi tuổi mậu thân thuộc mệnh thổ kinh doanh được thuận lợi mang về nhiều lợi nhuận từ vi tuổi canh thân thuộc mệnh mộc dù làm gì cũng phải giữ trọn chữ tín nhất là liên quan tới tiền bạc, tử vi tuổi nham thân thuộc mệnh kim, công sức của bạn đang được ghi nhận nữa rồi. Vài đánh giá của bạn tuổi thân trong ngày thứ hai này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 65, số 77, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường, màu vàng, màu bạch kim, quý nhân phù trợ, tuổi tí, tử thìn Từ vi tuổi giàu thứ hai ngày 12 tháng 7 năm 2021 Xem vận trình ngày thứ hai này với bạn tuổi dậu cho chúng ta thấy là bạn tuổi dậu trong ngày này đang gặp ngày có cục diện ngũ hành dậu dậu tự hình điều này có thể khiến cho tâm trạng của bạn tuổi dậu đang có sự xa sút bạn mệnh bị người mình yêu chê tách vì mắc phải những lỗi lầm không xứng đáng, tất cả chỉ là bản mệnh đã không kiểm soát được lời ăn tiếng nói của mình mà ra. Không phải cứ nói thẳng, nói thật là sẽ có được nhiều người yêu mến, sự góp ý không khéo léo có thể sẽ khiến cho đối phương mất lòng và hôm nay với bạn tuổi Dậu đã mắc phải sai lầm nghiêm trọng và khiến cho hình ảnh của mình bị ảnh hưởng rất nhiều nữa. Lại thêm, trong vận trình ngày thứ hai này với bạn tuổi Dậu đang gặp ngày có thiên quan chiếu mệnh, cái điều này còn mang tới cho bạn đang có những tin đồn đoán thị phi do họa tiểu nhân mang tới. Phá hoại công việc bản mệnh đang cố gắng thực hiện những công sức mà bạn bỏ ra từ trước tới giờ, đổ sông đổ bể, công việc cũng đứng trên bờ vực tan vỡ. Về từ vi tuổi ất dậu thuộc mệnh thủy, nghĩ nhiều chỉ hại cho bản thân mình mà thôi, hãy làm nhiều hơn. Từ vi tuổi đinh dậu thuộc mệnh hỏa, thay vì mau ngóng, hãy thực hiện mọi thứ từng bước một. Từ vi tuổi kỷ dậu thuộc mệnh thổ, có ai đó nhắc nhở bạn, hãy biết lắng nghe. Từ vi tuổi tan dậu thuộc mệnh mộc, cách kiếm tiền của bạn xem xét lại có chính đáng hay không. Từ vi tuổi quý dậu thuộc mệnh kim, mong muốn của bạn có thể thành hiện thực. Vài đánh giá của bạn tuổi Dậu trong ngày thứ hai này: sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 18, số 96, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cá tường màu tím, màu đỏ, quý nhân phù trợ, tuổi Mùi, tuổi Tuất. Từ vi tuổi Tuất thứ hai ngày 12 tháng 7 năm 2021. Xem vận trình ngày thứ hai này với bạn tuổi Tuất, cho chúng ta thấy là bà tuổi Tuất trong ngày này đang gặp ngày có cục diện ngũ hành giàu Tuất tư hải. cái điều này nhắc nhở bạn tuổi Tuất trở nên vì bất cứ lý do nào mà sống thiếu đi sự trung thực, độ lỗi cho người khác bạn hãy luôn là chính mình và thật thà với những người xung quanh có như thế bạn sẽ không khi nào phải băn khoăn hay là xấu hổ vì những điều mà bạn đã nói tôn trọng bản thân là cách khiến cho mọi người xung quanh tôn trọng bạn và trong ngày thứ hai này với bạn thứ Tuất lại đang gặp ngày có thương quan chiếu mệnh dự báo cho bạn có thể sẽ phạm phải những sai lầm. Việc lập kế hoạch trở nên rất cần thiết trong thời điểm này. Việc mọi thứ chậm rãi là điều không ai mong muốn. Nhưng đừng có quên rằng khi có một kế hoạch cụ thể trong tay bạn có thể xử lý được mọi công việc một cách tốt hơn rất chi là nhiều. Ngày thứ hai này với bạn tuổi Tuất lại đang gặp được ngày có thổ sinh cho kim vượng. Cái điều này mang lại tín hiệu tích cực liên quan tới chuyện tiền bạc. Đó là điểm sáng trong ngày hôm nay để cho bạn mệnh cảm thấy vui vẻ, tin tưởng hơn về tương lai ở phía trước. Thậm chí một số người còn được người thân giúp đỡ cho vay mượn về tiền bạc nữa. Vài từ vi tuổi giáp tuất thuộc mệnh hỏa, không phải ai là người thân cũng đối xử tốt với bạn. Từ vi tuổi bính tuất thuộc mệnh thổ, cuộc sống luôn có hai mặt, hãy tập trung vào mặt tích cực của nó. Từ vi tuổi mậu tuất thuộc mệnh mộc, có những tổn thương chỉ bạn tự gây ra cho mình mà thôi. Từ vi tuổi canh tuất thuộc mệnh kim, sự giận dỗi vào lúc này không hoàn toàn thích hợp. Từ vi tuổi nhâm tuất thuộc mệnh thủy, chớ nên ngựa quên đường cũ sẽ không ai tha thứ cho bạn. Vài đánh giá của bạn tuổi tuất trong ngày thứ hai này, sự nghiệp ba sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 22, số 27, giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường, màu xám, màu cà phê, quý nhân phù trợ, tuổi thân, tuổi dậu. Từ vi tuổi hợi, thứ hai, ngày 12 tháng 7 năm 2021 xem vận trình ngày thứ hai này với bạn tuổi hợi cho chúng ta thấy là bạn tuổi hợi đang gặp được ngày có chính ấn chiếu mệnh cho nên con đường công danh sự nghiệp của bạn đang cực kỳ là tươi sáng bạn mệnh sẽ có thể nhận được cơ hội tăng tín trong tương lai không xa nữa trong vận trình ngày thứ hai này với bạn tuổi hợi về cái chuyện tình cảm của bạn còn phải vui mừng hơn nữa. Bạn đang gặp được ngày có kim dưỡng cho thủy, đối với những bạn đang còn độc thân, cuối cùng sẽ tìm thấy được tình yêu của đời mình. Sức mạnh của tình yêu khiến cho bạn cảm thấy mình trở thành con người hoàn thiện hơn hẳn. Ngày này đối với những bạn đã có đôi có cặp có được nhiều thời gian ở bên người mình yêu thương và tối thứ hai rảnh rang. Hãy cùng nhau tạo thêm nhiều kỷ niệm đẹp ở bên nhau, chia sẻ tâm tư và hâm nóng tình cảm đôi lứa để tình yêu được thăng hoa rực rỡ hơn nữa bạn tuổi hợi nhé vai tử vi tuổi ất hỏi thuộc mệnh hỏa không nên dễ dàng tin theo những lời của người khác tử vi tuổi đinh hỏi thuộc mệnh thổ mọi việc thuận lợi hanh thông nhờ sự kiên trì của bạn tử vi tuổi kỷ hỏi mệnh mộc sự bản lĩnh và không sợ sai giúp cho bạn học hỏi được nhiều điều tử vi tuổi Tân Hợi thuộc mệnh Kim nên đọc sách nhiều hơn để tự tìm ra câu trả lời cho mình tử vi tuổi Quý Hợi thuộc mệnh Thủy tình cảm có được sự hài hòa hơn khi hai người biết lắng nghe và đánh giá của bạn tuổi Hợi trong ngày thứ hai này sự nghiệp 4 sao tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 18, số 34, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường màu đen, màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi dần, tuổi mùi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip. Đừng tích like, comment, đăng ký kênh ủng hộ chương trình để theo dõi những video ý nghĩa hàng ngày. Xin chào và hẹn gặp lại.